Vợ chồng biểu diễn xe máy trên đèo Hải Vân lại án. Ngày 13 tháng 5, tại trường tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu mở phiên tòa lưu động, xét xử hai bị cáo, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân về tội gây rối trật tự công cộng, rảnh rỗi sinh nông nỗi. Khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 3, sau khi đi chơi tại khu vực huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Nguyễn Thế Anh, 1988, và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân, 1999, cùng chú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, rủ nhau lên đèo Hải Vân chơi. Anh điều khiển xe máy chở Ngân đến khu vực khúc cua Cùi Trò đèo Hải Vân, đoạn km 903+300 thuộc địa phận B, Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, thì thấy bên đường có đông người đang dừng lại ngắm cảnh. Do muốn mọi người chú ý, cổ vũ nên Nguyễn Thế Anh rủ Ngân biểu diễn bằng cách vừa điều khiển xe máy qua đoạn khúc cua vừa đổi người lái, Ngân đồng ý. Cả hai chạy xe qua khu vực này khoảng 100m rồi quay xe lại lên dốc theo hướng Đà Nẵng, Huế. Khi Ngân điều khiển xe qua khúc cua thì Nguyễn Thế Anh nói Ngân lùi người về sau để anh chồng người từ sau vòng qua bên trái rồi tiến tới phía trước, đổi lái. Lúc này, chân trái của Nguyễn Thế Anh để tại gác chân cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài theo xe, còn Ngân ôm thắt lưng của anh để anh điều khiển xe qua đoạn đường cua. Thời điểm này, khu vực xung quanh có nhiều phương tiện đang tham gia giao thông và nhiều người đứng xem ven đường, việc biểu diễn. Đổi lái kéo dài trên đoạn đường khoảng 120m thì anh dừng lại và nói Ngân xuống xe đứng chờ rồi quay xe chạy xuống lại khu vực khúc cua và tiếp tục thực hiện lại. Màn biểu diễn, đổi lái qua khúc cua. Lần này anh tiếp tục thực hiện bằng tư thế chân trái đứng trên gác chân phía sau bên phải. Chân phải duỗi thẳng hơi hướng ra ngoài cho đến khi hết đoạn cua trong lúc có nhiều phương tiện lưu thông. Sau đó, anh và Ngân điều khiển xe về lại nhà tại xã Lộc Tiến. Hết xiếc đi đánh nhau. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nguyễn Thế Anh điều khiển xe máy đi tham gia một vụ cố ý gây thương tích và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Lộc tạm giữ. Anh và phương tiện. Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc có công văn về việc đề nghị xử lý đối với việc đối tượng Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân tụ tập, điều khiển xe máy vi phạm quy định về giao thông, gây nguy hiểm và bức xúc cho người tham gia giao thông. Đồng thời, còn quay video đăng trên mạng gây dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, Nguyễn Thế Anh có nhân thân xấu, bị Tòa án Nhân dân huyện Phú Lộc tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 2013. Đến ngày 23 tháng 3 năm 2023, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Lộc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra và tại tòa, Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn hối cải. Nói về lý do thực hiện hành vi trên, Nguyễn Thế Anh cho rằng vì thấy mọi người biểu diễn xe như vậy nên làm theo. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân không những vi phạm quy định về giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Kim Ngân 1 năm tù treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.